anh bảo vệ người ta bơi cái thúng còn á, thúng chai á, bơi ngồi xa đó và sẽ giăng dây quy định là cái giới hạn vào để cho nhà mình bơi, bơi ở ngồi đấy. Bây giờ mình không thấy mấy bạn tay, mấy bạn tay mà người nước ngoài á, bỏ cả ngàn hai ngàn rưỡi đô ra đây để tắm nắng thôi, nằm phơi giữa trời như vậy đó. Dạ. Biển này thì dành cho khách du lịch là chủ yếu, còn cái khúc trang là dành cho dân địa phương. Và ở đây là lâu lâu nó tổ chức những cái cuộc thi lướt lướt sóng, lướt ván ở nhà mình. Việt Nam cũng có tham gia nhưng mà rớt ở vòng rửa xe. Mới chơi mới vắt tấm ván là rớt rồi. Dạ, dạ không thì những cái môn mạo hiểm là Việt Nam chơi không được. À nhường, dạ nhường, nhường, nhường. Mình sang nhà mình nhường. Đây tới nhà hàng rồi, nhà hàng mình nằm bên tay phải, ao lạc nhà mình nhá. Nghĩa là mọi người trắng nhà thì giống nhau cả rồi. Mình toàn đâu đâu cái gì đấy trắng thì đặc biệt. Thế em thì không thích, thế em thì không thích. Thế em thì không thích nhưng mà mùa vàng là mình như là quần. Cũng đơn giản thôi. Nó phải là cái gì nhiều cũng được thành bình thường. Ta là nó nhỏ, 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 rồi bây giờ mình ăn trưa cái gì không quan trọng, nhưng mà để lại nhé.